Welcome back to my channel. Oopsie, I have to come on this. I show you guys how I do take off the gel color. I use this by the drill. It can go straight to your real nails if you want to. Chào mọi người. Mình cho mọi người coi cái cách mà tháo gel của mình ha. Mỗi người có cách khác khác nhau, nhưng mà mình làm như vậy nó mình dùng cái dũa này mình có thể tháo hết cũng được, nhưng mà thường thường mình sợ cắt nó bị mỏng cái tay á, nên mình cạo almost like see the nail, nên lấy rồi mình ráp nó lẹ hơn. Mình làm xong một tay rồi nên mình quấn xong mình làm tay thứ hai, mình cạo quấn xong rồi trở lại nó xong luôn. Cái này you can use this, go straight to the real nail, but I don't want to mess up my nail. Sometimes it should get done all the time. So I just use it for almost there. And it's not gonna hurt the real nail. It's ceramic, whatever cloth. I don't use a metal one. So this you can go here. She's not jumping yet, so it's good. And this is her real nail. Beautiful real nail. Looks like she has a color, but not. Let me share with you guys. Mình cạo tốt cái dưới luôn này, nó không có đau đâu. Nào nó nhảy khỏi ghế là biết nó đau rồi đó. Nhiều người họ xài, họ cạo tới hết luôn mà mình không cạo tại nó đau. Nó rẻ hơn. Mình order cái trên mạng rẻ lắm. Mình có thể cạo sát luôn. Mình cạo cũng almost there. Almost see the real nail. So when you wrap it, it's very easy. It takes a minute to come off. I mean, I can do all of them if I want to, but I just try to be careful for her nail because you get them every 2 weeks, so I don't want to make her nail so thin and break. And she never come back to see me anymore. That would be sad. Right? Oh, you're recording a video. Yes, ma'am. That's it. And then I just... Yes. What's up, baby? And then we mình quấn lại lẹ lắm, trong vòng 1 minute là xong rồi. Người ta cắt giấy đẹp lắm mà mình ẩu lắm mình ha. I'm a mess. I'm not gonna cut like nice. I just wrap it anyway. And I don't reuse it. I throw away later, so. Rẻ lắm, trong vòng 25 phút xong cái gel manicure 25 đồng. Nó muốn chóc từ hết à. See, and then it's a suck all the dust vô, then bụi nó vô đó ha. And then like this, so mình đổ vô. Thank you. Mà mình làm cái tay kia nó lại chốc ha. See nó chốc hết trơn ha. Now come off. Mình làm lẹ mà lại khách nó không có sợ nữa. It's easy. Mình thân bỏ vô. Mình bỏ thêm vô chút à. Đó. Nó lẹ lắm, nó không có gì hôi mình, nó không hôi tay nữa. See, they all come up. 1 minute. Còn chút, oopsie. You losing weight. Right? Oh, the ring's a little bit too big. See, and apply them. Okay. It come off, it come up easy. See? I'm not gonna hurt her real nail, and we're not gonna scare a customer either, so.
and then very fast. Do one hand, go to another. In parallel. Okay. Nguyên mình đan cái này là nó cái kia nó cũng chóc ha. Nó chỉ làm every 2 weeks mà cái hand cái nail của họ không có hư, không có hư đâu, nó lại nó very strong. Mình không có chạy sát quá họ sợ không dám lại nè, không có móc nữa. Nên lấy rồi mình chạy cái giữa sừ mỏng sừ láng lại một cái để chưa được một một nào ha, một phút xong rồi, 1 minute come up mà khách nó mới sợ lẹ lắm, nó còn chút chút cái lát mình chạy xuống. Mình chạy sơ sơ nữa nè. Yeah, nên mình xài cái này ha. Mình chạy sơ sơ luôn, có đây. Very nhẹ. Clean it. Yeah. Mình làm manicure. I don't have to use the clipper anymore. Mình dùng mấy phút xong rồi. Chạy thật là nhanh, nó không có mỏng cái tay của người ta. It's very fast, so they don't get into the wheel nail. The nail is long. Mm-hmm. It's so strong too. I use a little guy to cut the cuticle. Này cắt, mình không cần phải cắt da bằng cái kìm luôn, mình cắt cái này xong. Nó không có dao cắt mà nó lẹ nữa. Yeah. Lần cái da nó không có đau, mình thích nó cũng thích luôn. Chút mấy cái da khô nó đi hết rồi, all dry skin nó bị gone. Mình không cần, bây giờ mình làm manicure chair, mình không cần phải cắt da. I don't need to cut anymore, I just cut by the silicone vô the skin, không có hư đâu, nó còn hư. Lấy hết mấy cái da này. Mình dùng thôi nè, 25 phút xong rồi, 25 đồng. Rồi, chạy những cái da khô này, cái dry skin này còn. Nên mình cho họ đi rửa tay, nó sẽ làm gì. Đấy, xị. Xong rồi mình nó look nice. Just buffer and then for them to go wash the hand. Can you wash it? And here we go. And after she washed her hand and I'm nice and clean, it's very strong. You don't, nó không có soft. Giống như mà làm gel she does every 2 weeks, but it's very healthy. See? Thank you guys for watching.